Bác sĩ Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay sau khi được thành lập, khuya 21 tháng 8, Bệnh viện Dã chiến số 1 đặt tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Quảng Nam đã tiếp nhận 3 ca bệnh COVID-19 tại huyện Hiệp Đức. Như vậy, toàn tỉnh hiện có 4 cơ sở điều trị COVID-19. Cũng theo bác sĩ Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh có 471 ca mắc COVID-19 được điều trị, trong đó 248 người điều trị khỏi và ra viện, 218 người đang điều trị, 1 người chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế, 2 người chuyển ra Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ngoài ra, Quảng Nam đã có 3 ca tử vong vì COVID-19. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hiện điều trị 8 ca bệnh nặng, trước đó có 17 ca ra viện và 2 ca tử vong. Phòng khám đa khoa khu vực Điện Nam, Điện Ngọc được thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam nhận tổng số 148 ca bệnh, trong đó khỏi bệnh và ra viện 125 ca, đang điều trị 21 ca, chuyển Bệnh viện Trung ương Huế 1 ca, chuyển Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 1 ca. Dù mới đi vào hoạt động từ ngày 27 tháng 7, nhưng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã tiếp nhận 293 ca mắc COVID-19, trong đó điều trị khỏi và cho ra viện 106 ca, đang điều trị 185 ca, 1 ca tử vong và chuyển Bệnh viện Phổi Đà Nẵng 1 ca. Trong ngày hôm qua 22 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, trong đó Đại Lộc 7 ca, Hiệp Đức 4, Quế Sơn 3 và Điện Bàn có 2 ca.